Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay Thiền tỉnh Vũ Sơn Sydney trình bày đề tài: Ai dám nói thiền cơ thế chiến ba tận thế? Năm Kỷ Mão 1939, có vị thanh niên Huỳnh Phú Sổ tại làng Hòa Hảo, người đời tôn danh là Đức Thầy hay Đức Huỳnh Giáo Chủ. Ngài thần thông viết sấm giảng, thức tỉnh ba gia, tu mau kẻo trễ, thiên cơ thế chiến ba tận thế hội long qua. Thuở ấy ở tại Vàm Cái Đầm, thôn Hòa Hảo, có ông Tùng thắc mắc rằng: Thiên cơ bất khả lộ, tại sao Đức Huỳnh Giáo Chủ dám lộ? Nên ông Tùng làm thơ hỏi như sau: Cất cơ gì đâu khéo dẫn dương, đem lời Phật thanh dám bài tường. Thiên cơ bất khả sao ông nói, Phật thánh thần tiên giám phổ trương. Đức Huỳnh Giáo Chủ viết thơ họa lại: Vì tình nhân loại mới dẫn dương, thương đời lầm lạc lão bài tường. Thiên cơ được lệnh nên ta nói, Phật thánh phần ta mới bài trương. Trong bốn câu thơ họa, Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết Ngài chính là Phật, hay nói cho rõ hơn, Ngài chính là Đức Phật Thầy Tây An tái thế, mượn xác vị thanh niên họ Huỳnh tại làng Hòa Hảo. Ngài lãnh lệnh Di Đà Phật Tổ Tây Phương và Đức Ngọc Đế giáng trần để báo cho chúng sanh biết rằng cơ trời xoay chuyển đến kỳ thế chiến ba tận thế và hội long qua. Trong cuộc biến thiên, long trời lỡ đất, dời non lấp biển, sàng lọc khử trượt lưu thánh, hiền còn giữ mất, nhân loại chết 7-8 phần, còn sống sót chỉ có 2-3 phần mà thôi. Ngài lãnh sứ mạng thuyết sấm kinh giảng giải đạo Phật Thích Ca. Trong quyển Kệ Văn, Ngài cảnh báo thế chiến ba tận thế đã gần kề, khuyên người đời hãy gấp tu hành, làm lành, lánh dữ, giải nghiệp căn, hãy siêng niệm Phật Di Đà. Đời tận thế mà còn lân lửa, chẳng chịu mau cải dữ về lành, làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng giáng sanh cực lạc, tương giới mùi cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiền nhàn hạ. Và cũng trong quyển Kệ Văn, Đức Thầy cho biết trong thế chiến ba, các siêu cường dùng nhiều thứ vũ khí tối tân, giết người chết hàng loạt, thật hải hùng, khiến tất cả nền văn minh vật chất đều sụp đổ tan nát.
khắp thế giới, cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt hoành hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lê thứ biển di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân, diệt thiên cơ khùng tỏ hết trần, cho trần hạ tường nơi lao lý. Lão nào có bài điều ma mị, mà gạt lường bổn đạo chúng sanh. Đức Minh Vương ngự chốn Nam Thành, đặng phân xử những người bội nghĩa. Trung giới hiệu ta nên trao kẻ, hiền giới lương bổn đạo rèn lòng, thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với ba tánh dạng dân vô sự, đời quân hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thế. Tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, chừng đối đầu kho kiếm điên khùng, cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sao tiêu diệt. Ngài khuyên chúng sanh hãy giữ tròn đạo hiếu trung, mới thoát qua cơ sàng lọc, hiếu với cha mẹ ông bà tổ tông, trung với non sông sơn hà xã tắc. Trung giới hiệu ta nên trao trẻ, hiền giới lương bổn đạo rèn lòng, thường nguyện cầu siêu độ tổ tông, với ba tánh dạng dân vô sự. Người đời thường thắc mắc, nghe nói thế chiến ba tận thế, vậy chừng nào thế chiến ba mới xảy ra? Năm nào thế chiến ba mới xảy ra? Trong quyển Sám Giảng Ba viết năm 1939, Đức Huỳnh Giáo Chủ cảnh báo rằng thế chiến ba khởi từ năm Thú Hùm Nhâm Dần 2022, khói lửa bùng nổ vùng Đông Âu, Ukraine và Nga. Sát thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng trọn Thú Hùm sẽ thấy. Cho rồi nhân nghĩa mới hay, lễ nghi phong hóa đổi thay làm gì, từ đây biến đổi dị kỳ, dường thế chuyện gì cũng có chuyện lai, rèn tâm cho được thẳng ngay,
khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Cầu sấm cho biết chính xác năm xảy ra Thế chiến ba là câu có thuật ngữ thiên cơ là thú hùm xé thay như sau đây. Xác thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng còn thú hùm xé thay. Cụm từ thú hùm xé thay ám chỉ năm Nhâm Dần 2022, ngọn lửa Thế chiến ba phát khởi từ vùng Đông Âu. Ngài dùng hình tượng thú hùm để cảnh báo Thế chiến ba tận thế khởi từ năm Nhâm Dần 2022, khiến nhân loại chết nhiều, thành phố sụp đổ tan nát, người chạy loạn không nơi nương tựa, đói khổ rất tan thương. Và cũng trong quyển Sấm Giảng 3 viết năm 1939, Đức Huỳnh Giáo Chủ tiên tri Thế chiến ba khởi từ năm Hổ Lan, tức là năm Nhâm Dần 2022, Nga tấn công Ukraine, cảnh chết chóc còn kéo dài, dai dẳng rất thê thảm, cuối cùng đưa đến tận thế, nhân loại chết rất nhiều. Qua cuộc sàng lọc khử trượt lưu thánh, hiền còn giữ mất, số nhân loại còn sống sót chỉ có đôi ba phần mà thôi. Ngài khuyên bá tánh hãy gấp tu nhân tích đức, từ bi làm lành niệm Phật, bố thí giải nghiệp căn, ngõ hầu thoát qua cuộc sàng sải kỳ này. Thiên cơ biến đổi càng qua, gầm trong thế giới còn đôi ba phần. Mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Tuần hoàn thiên địa đổi xây, cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sờn. Cũng còn kẻ ghét người hờn, vì không rõ hiểu xã quân của thầy. Hổ Lan ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đã đoán. Ai mà ăn ở nghìn ngang, đoạn đường nó bắt sẽ tan xác hồn. Chữ rằng hòa phước vô môn, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu phước giàu sang, mau mau làm phước làm doanh cho rồi, để sao khó đứng khôn ngồi. Thương nhà tiếp của biết hồi nào mối. Cầu sấm hổ lan ác thú muôn bày, cụm từ hổ lan ám chỉ năm Nhâm Dần 2022, chiến tranh bùng nổ vùng Đông Âu Nga Ukraine, nhiều vũ khí tối tân như xe tăng, quả tiễn siêu vượt âm, giết người chết khủng khiếp. Hồ Lan ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đã đoán.
mà ăn ở nghìn ngang, đoạn đường nó bắt sẽ tan xác hồn. Trong cuộc tuần hoàn thiên địa đổi xây, qua cuộc sàng lọc khử trược lưu thanh, chúng sanh hoang mang tìm phương thuốc cứu nguy. Vậy thì phương thuốc nào là linh dược hiệu quả nhất? Có thầy Ba Đạo ở Hòa Hảo hỏi Đức Quỳnh giáo chủ bằng bài thơ như sau: Nghe tiếng ơn trên dốc cứu đời, giám sinh khép nép ngỏ đôi lời, nhân dân sắp đến dương bình khổ, tiên dược phương nào được thành thời. Đức Quỳnh giáo chủ quả thơ đáp: Mượn sát ra cơ dốc dần đời, bài tỏ cùng ai ngỏ mấy lời, lục châu sao xuyên nhân dân khổ, Phật giáo khẩn cầu đặng thành thời. Đức Quỳnh giáo chủ cho biết đạo Phật Thích Ca Mâu Ni chính là con đường dẫn đến cơ sinh tồn sắp tới, khi thế chiến ba khởi từ năm Nhâm Dần 2022. Nhưng thầy Ba Đạo muốn biết chi tiết rõ hơn, vị đạo Phật có nhiều pháp môn, vậy pháp môn nào tốt nhất cho chúng sanh thời mạt pháp? Vì vậy thầy Ba Đạo hỏi tiếp: Thành thời dầu đặng phước tại trời, đau ốm qua rồi trẻ ăn chơi, cho thuốc chỉ đường nhờ phương phép, ngàn năm ơn đức nguyện y lời. Đức Quỳnh giáo chủ viết thơ quả đáp rằng chỉ còn có pháp môn duy nhất cho chúng sanh thời mạt pháp, đó là pháp môn niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thành tâm khẩn Phật giới lại trời, muốn khỏi hội này kẻ ăn chơi, lục tự trì tâm là phương phép, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Và trong quyển Sám Giảng 3, Đức Thầy khuyên chúng sanh hãy chánh niệm, tránh tà niệm. Nam mô sáu chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh, xưa nay sao chữ lành tâm, chẳng ai chịu khó niệm sanh thử coi. Trì tâm thì quá ít nói,
Bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đem để nó vào thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sau đến việc ta tới rồi tu sao kịp chiều mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng ưa, mặc ai dèm xỉm sớm trưa chẳng màng. Gặm trong thế sự trần hoàng, người hung người ác tà gian cũng nhiều. Thương đời ta mới đánh liều, mong người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Những người có của tiền dư, hãy nên bố thí dành tư làm gì. Sau đây nhiều chuyện ly kỳ, kể sao cho xiết vậy thì dân ơi. Tại sao chẳng cúng chè xôi, bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè. Đức Thầy khuyên niệm Phật phải thành tâm cầu giải thoát khỏi cõi hồng trần trược bẩn hôi tanh, phải chánh niệm buông bỏ của cải vật chất, như gương xưa Đức Phật Tổ Thích Ca buông bỏ ngôi vương danh vọng vào rừng cầu đạo giải thoát. Còn nếu như ai mà vọng tâm khởi lên tà niệm, cầu danh lợi, mua mai, bán đắt, cầu chồng ứng cử, đạt chức quan, tham nhũng, làm giàu, cầu con thi đỗ bằng cấp thạc sĩ tiến sĩ, ra đời nắm chức tước oai quyền, đè đầu cởi cổ thiên hạ, thì sẽ bị đày địa ngục. Nay là cuối hạ nguyên, thế chiến ba khởi từ năm Thú Hùm Hổ Lan Nhâm Dần 2022 ở Đông Âu. Trận chiến Nga và Ukraine đánh khốc liệt, dàn dai, cuối cùng đưa hoàn cầu đến đại họa tận thế. Nhân loại sẽ chết chóc kinh hoàng. Vì lòng từ bi, chư vị tiền bối chỉ đường tìm phương thuốc cứu nguy để chúng sanh được sinh tồn. Đó chính là con đường Phật giáo với phương thuốc tịnh độ Lục Tự Di Đà trì tâm bất viện. Đời tận thế mà còn lần lữa, chẳng chịu mau cải giữ về lành. Làm Phật nhi phải được lòng thành, thì mới đặng giáng sanh cực lạc. Tương giới mùi trao rau đạm bạc, nghèo lương hèn biết niệm Di Đà.
mà mai sao thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiền nhàn hạ. Trong bài Ai Người Tri Kỷ viết năm 1940 tại Chợ Quán, Đức Thầy cho biết cuộc chiến khởi từ Âu Châu năm Nhâm Dần 2022, bom đạn tàn phá, tang thương kéo dài dai dẳng, rồi sau đó chuyển sang Á Châu, khói lửa mịt mù, người chết vô số. Ngài khuyên người đời hãy trì tâm niệm Phật, bố thí, trì chay. Lầm than khói lửa giới bình đau, âu á lũng tung nhuộm máu đào. Ba tâm sai xưa mùi phú quý, sau này sẽ dương cảnh đồ lao. Đồ lao muốn lanh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà. Phật đạo cao dồi tâm tánh lại, giác thuyền chuyên chờ lúc cạn qua. Cạn qua dân chung chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò. Tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, hoàng cầu đến đó ấm cùng nó. Cùng nó bốn biển một cha thôi, bỏ dứt thôi hư giới tật tội. Trên có Phật trời soi diệt thế, dưới đầy cơm áo lão về ngôi. Năm 1939, Đức Thầy viết quyển khuyên người đời tu niệm. Đức Thầy đã dùng thần thông hóa ra làm gánh hát bán thuốc Sơn Đông đến Gò Công, rồi qua Bà Rịa diễn tuồng tích cảnh báo sau này chiến tranh chuyển từ Âu Châu sang Á Châu. Nước Tàu bị Mỹ và đồng minh đánh vũ khí nguyên tử, Bắc Kinh bị xóa sổ, người chết nhiều vô số, cảnh máu đổ tuôn rơi thật là hãi hùng. Nói chuyện bên Tàu máu đổ tuôn rơi, đằng dân đến tỉnh Gò Công vì thương dân thứ mới hồng đến đây. Xưa kia bão lục tỉnh này, mà sao cảnh khổ xứ này gần hơn. Yêu dân lòng nọ chẳng sờn, thầy hát tớ đờn dài cũng khắp nơi. Khỏi đây Bà Rịa tách dời, đến đó dậy thời trời mới sáng ra. Chợ này đông đúc người ta,
nhiều đuông trà là lại với nho tươi. Đến đây thầy tớ hoa mười, nói cười cười ban thuốc sơn đông. Ai ai đều cũng ngóng trông, coi lũ khách này hát thuật làm sao. Hát mà trong bụng sáo sào, nói chuyện bên tàu máu đổ tuôn rơi. Cả kêu dân chúng hỡi ôi, sao không thức tỉnh dịp đời gần bên. Khổ đà đi đến như tên, ràng lo tu niệm tìm nền vinh hoa. Vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Tu cho nhàn toại tấm thân, đừng làm tàn ác xa lần tiên ban. Hát kêu bớ kẻ giàu sang, ráng lo làm phước làm doan mới là. Kính thưa chư quý vị, để kết thúc đề tài, ai dám nói thiên cơ thế chiến ba tận thế, chúng tôi xin mời quý vị nghe lại những lời châu ngọc của Đức Thầy. Vì tình nhân loài mới dân dương, thương đời lầm lạc lão bài tường. Thiên cơ được linh nên ta nói, Phật thánh phần ta mới bài trương. Nam mô A Di Đà Phật.